Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay vùng hội tụ gió trên cao đang có xu hướng được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo trong 3 ngày tới, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc sẽ có mưa rông trở lại. Thời gian mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Còn ban ngày, nhiều nơi vẫn có nắng nhưng cường độ thì không còn mạnh mẽ như những ngày trước đó nữa. Nắng nóng ở các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ giảm dần với mức nhiệt cao nhất trong 3 ngày tới, dao động từ 32 đến 35 độ. Đáng lưu ý đó là mưa xuống sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài nên nguy cơ cao sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức chú ý. Đối với Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại miền Trung vẫn sẽ tiếp tục duy trì đến ngày 24 tháng 6. Trong đó vùng nóng gắt nhất tập trung tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ. Riêng các huyện phía Tây như là Tĩnh Gia, Tây Hiếu, Đô Lương, Hương Khê, nhiệt độ vẫn cao trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới mưa sẽ có xu hướng tăng hơn. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, nhưng thời gian mưa vẫn tập trung chủ yếu về chiều và tối. Nhiệt độ các tỉnh phía Nam trong 3 ngày tới có xu hướng giảm nhẹ. Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn, và 31 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, đêm nay và ngày mai tiếp tục duy trì gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn đối với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mức cấp 3, cấp 4. Nhưng lưu ý, có mưa rào và dông rải rác về chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.